Hello mọi người nhá, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tắm ao nhá. Đấy, trên này ai là chú to hả? Cái kia có buồng này á? Cái không có buồng, chặt cái có buồng dưới á, chặt. Đó, cái này. Đấy. Đấy á. Rồi, đây một cây to kìa. Cây to quá, thích. Cây to quá, thích. Dạ. Cây to quá, thích. Cái này đi. Hai thằng kia để này, cái này. Đấy, sao đi. Đó. Quay vướng cây xoan con. Chặt cái này làm là thuyền mọi người ạ. Chặt cái này làm thuyền mọi người ạ. Chặt chuối nước chuối văng cả mét. Thì ra đứng gọn ngay, đứng mé bên này. Đổ cái chuối bên này, đứng mé ra. Đè cái khoan cháu không nha. Cái chặt đôi mỗi người cúc. Không, một. Tạo thế hai trăm chữ như nó. Thế ba cái, ba hai ba hai cây vào. Rồi. Cây ít quá. Bên cả hai chuỗi. Thế này mới vui. Chào mọi người ạ. Bóc cái bè đi, bóc cái bè bẩn đi. Chào mọi người, có ao thì cũng làm nhộn mình này. Tắm mùa hè rất là vui. Ao sạch nhá. Chưa tắm. Tắm. Thôi cái đằng lâu thôi. Chúng mới ra một cái đằng lá làm chưa đây. Thôi đứng đây quanh, đứng đây quanh nhá, đứng đây quanh nhá. Tuy là nước ấm lắm rồi. Hơi nhiều lạt. Những ngày mát rồi ạ. Từ từ. Sâu lắm. Sâu. Trời ơi. Trời. Rồi. Đây đó. Nồi đó. Nồi đó. Ta cứ nhảy thôi.
Ôi bà đi, chúng ta đầu nơi này Châu ơi. Cứ mà chứ không biết bơi lại nhảy. Không sao đấy. Bơi cứ bơi tinh kia mà rồi. Cắm đầu. Mày cọc người ta. Không cứ giữa người cọc. Nhảy. Hello, qua đây, qua đây bố. Giờ mình khoa nhảy đẳng cấp. Đi né, né ra. Đã lắm. Đã lắm. Đẳng cấp. Nhảy nhảy tới đây lên nhảy xuống. Cái chuối. Lặn rồi, lặn đi, lặn đi, lặn đi. Thư giãn kiểu nước ngoài. Tới đây. Thư giãn kiểu nước ngoài. Anh. Tuấn ơi. Hello. Anh của chơi bác. Bạn kiểu rất là vip. Lên bờ đằng kia kìa. Ra chỗ cái đó ấy. Không bơi chìm. Bác các mọi người ơi. Quên tắm không? Mày quá. Làm sao vậy đi đâu? Hả? Đi đâu rồi? Hả? Chú biết đã thấy không? Nhảy chỗ này này. Chú ơi sâu lắm. Thôi đi. Nhảy co chân lên. Bịt mũi lại. Mày đây ạ. À? Lên nhảy. Đẩy đẩy đi đẩy cái Tuấn ơi. Đẩy mông này. Nặng quá, nặng quá. Được rồi. Đây đó. Uống nước phơi lắc đi ạ. Ta chỗ này nhảy sâu này. Xem sao bay đâu nào, bay đi. Còn cây này bơi không thích, phải cây nữa thôi. Nào cưỡi 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 thuyền. Lật. Mới nhỉ tí. Đá qua bên này. Cầm bơi.
Thì ra chú tắp bơ này. Đánh cây nữa thôi. Thế nữa. Thế nữa. Một cây bơ không thích. Ôi, nhìn thấy mệt quá. Trả ra lấy hai cái kia đuổi vào. Hai đi. Hai cái xe gì cả. Hai giữ chú cái chuối này chú. Vứt lại chú. Tắm này nước mát nhỉ? Mát chứ. Nước bioga thả cho người khác mát thật. Mùi lạ lạ. Có vị khác. Thư giãn kìa ở Dubai. Nước này, chỗ này đủ quá, tối nay bơi ra kia đi. Rồi đâu đi. Mày cứ khép chân mà. Thử vãn quá. Đạp về Tết bây giờ đến nơi. Hello, rõ không ở quê ở châu? Mấy ạ? Nếu mà dây thì buộc đấy đu nhỉ. Kiểu cái chạc, à trên nhà có cái dây. Đâu gì chỗ kia? Buộc đâu rồi? Có cái dây kia, bên ra chỗ kia, cái dây cắt. Buộc đu đâu rồi? Đu cây cao, à đu cây khế. Khế đâu? Kiểu gì? Cao khế rồi. Cần gì lắm. Ờ rồi. Bị xị nè. Chào không, chào không? Bói, bói, bói. Bói, bói. Bói đốt đốt con sẽ chết thôi. Hả? Bói đốt. Bói, bói đốt. Kệ. Kệ. Thưa. Đi ra đi này này. Tao bên mặt trưởng trong cái kia cơ mà. Ừ, sao mà. Bơ đây, bơ đây. Cây cối nó cứ rơi, nào xuống. Đã quá. Thôi chịu uống nước chứ. Nhảy tiếp đây. Nào, cứu chứ đây. Bơi đấy. Đây kiểu bơi chó mọi người ạ. Chân bới là bơi chó bới. À, mò cám có tới này. Cá nó hút cỡ tội, mò. Ôi mũi lắm thế. Mày mà còn dài đấy chị. Mà còn... Tôi lên đây. À, cái này được quá. Tôi lên được. Bơi cái sâu tắm nó mà. Ra đây. Ôi. Mệt quá. Không nhảy nữa. Chú mẹ ngồi lên không bơi thử như thuyền đi. Chìm chìm chìm. Ngồi lên ngồi lên. Ngồi. Cái này nó bé lắm. Ngồi chưa được nó nổi là được. Ờ, ok. Quay mặt về bên tao. Yeah. Quay mặt ở đây mới bơi chứ. Đang cắm đầu. Kia. Được chưa? Ok. Rồi, cái ngồi sát rồi tao nổi. Nổi đầu, nổi cơ chưa? Ok. Ok. Bơi về trước. Đang co chân đúng không mọi người ạ? Một cây chuối. Chéo đâu, gọi 150 châu. Thật bác quá. Em đi bể bơi. Bể bơi mới đi. Bể bơi không mát bằng này đâu. Bể tay như thế nào. Bể lên này. Bể bơi khổng lồ. Cái đâu. Cái này nước sâu quá.
bơi vòng quanh bình thường. Đây nhá. Chỗ này đang ngồi trên cây chuối nhá, xuống này, xuống khỏi cây chuối đây. Thôi mày, em xin này. Nhỏ lắm. Ôi giời. Nè, bơi. Sao mày kì thế nhỉ? Thì sao ngồi đâu à? Bắt đầu mát ra. Bắt đầu. Mẹ em còn dĩ. Nhìn này, nhìn bắt đầu này. Nhìn bắt đầu này. Chuẩn bị bắt đầu. Đây. Đã luôn ạ. Lên nào, bắt đầu. Đi ở đây đến chiều à? Ai biết rồi. Ngã. Bơi lại kia đi, xem bơi sao. Nào, bảy cái đầu xuống này. Vừa bắt đầu. Đam mê thì chạy lên nước thì chơi tất. Đã là làm mê bắt đầu rồi, xe máy đấy mà. Cây chuối mà. Nhìn thấy chạy không? Hả? Được quay khu hình động là được, được quay khu hình không động là được. Cái này nông quá. Nông quá bơi ở đây. Nông góc bơi đi, chỗ này nông góc bơi đi. Bẻ lá. Đang bơi cả bằng chân. Bơi đi nhanh đi. Đây chính là tác phẩm bắt đầu. À. Bắt đầu thấy đầu và không thấy đuôi. Được. Sao chị bơi ở cái chuối? Tôi chờ mình đỡ buồn nhỉ. Chào mọi người tôi. Chào mọi người. Hello. Uống nước nhiều quá mất tiếng rồi. Tập bơi. Móc lên cầm lên nào. Đi gây thẳng. Đã quá. Đây đã. Trời tập bơi bù nha. Đã quá. Bơi cho nó sâu đi. Buổi trưa hè cứ nằm này thôi. Cái mát tội. Mát. Con này nước mát nhỉ? Vừa mưa xong mát thật. À chống đẩy. Thôi. Chuẩn bị xem phát lật chuối này. Anh ơi. Người chống đẩy. Đá quá. Đứng trên cái chuối rồi con. Đứng trên cái chuối thái tay à. Kéo lên. Để giữ cho đứng. Để giữ nha. Làm siếc. Tệ phẩm được trên cái chuối. Ào. Để. Từ từ nha. Từ. Bốc đầu một chuối. Ở quê đấy. Tắm ao ở quê. Đi lên đuối. Quê quá.
sâu cho đá tôi đây. Tắm cái xô nước này đã. 1, 2. Chắc là cặp được chân đấy chứ. Chứ gì chứ. Chị nó thế nào? Chứ xong rồi tiến đi, tiến đi. Ok. Hôm nay 2 cây là thoải mái nổi nhỉ, 2 cây. Để thì cây nha. Rồi kìa đi, chưa hết mặt chảo rồi. Mày giữ được cái kia chưa? Ăn nước có uống nước rồi anh ạ. Nó hổ mặt cả. Thì uống nước nào à? Ngon không? Có vị kiểu có vị là lạ. Ôi trời, sắp mưa phát nữa. Chết, chết ngứa rồi. Thôi, bơi lên đi. Tắm à, hôm nay tắm thế thôi. Sao mà uống nước sợ rồi, cuối cùng sợ rồi. Sao mũi nước nào? Ngon. Chúng mày bơi này lên đây. Quay đầu mọi người ạ. Tắm đi thôi. Bơi không chạm chân nhá. Có chạm chân thôi mà chẳng chạm chân, chơi tới đâu. Hello. Thuyền vào bờ. Cái chuối này, nhìn cái chuối này. Bơi đầu đấy. Đấy, rồi. Đấy, đầu cái chuối đây. Nào bơi vào đây. Lại ăn lại rất đúng nữa. Trong cảo vợ vậy, trong 100 km. Co chân lên. Có thể chạy không? Chưa tặng chân đất không? Chân chẳng vẫn chơi cái chuối. Ê ba, đứng lên đi. Để vỡ vào. Đục cái này, chỗ nào dính chân là đục cái này. Mày ngồi dưới cạnh sau đây. Đi cắm đầu rồi. Đi à. Đã có người ạ. Bye bye. Mai tắm tiếp. Bye bye. Ta đi.